Rồi mình xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình tiếp tục mình sẽ quay cái quá trình phát triển của cây mai vàng của mình. Ở đây các bạn thấy. Đó, nó ra tược ra cành rất là mạnh. Thì mình đã nói trong mấy cái video trước thì càng về sau thì cái cây nó phát triển càng mạnh. Lý do là rễ nó đã hồi phục nhiều thì cái tàn bên trên cũng phát triển nhiều theo những cái gì nó đã hồi phục lúc trước. Và chúng ta hãy kèm theo quá trình uống nắng và tỉa cho nó. Tại vì trong cái quá trình mà cây chúng ta mua phát triển, nó nhánh nó đâu có mọc đúng như cái mà chúng ta muốn, chúng ta tỉa nó vô cây này. Đó, có một hướng này thì nó hơi thưa nhánh, nhưng mà bạn quay lại hướng này. Đó, hướng này thì nhánh nó phát triển rất là mạnh. Lý do là mình để cái hướng này nó chờ mùa nắng các bạn. Thì các bạn có thể sửa đổi, chúng ta chuyển những cái hướng cây làm sao mình, tại mình để trong rập, thì các bạn có thể mang ra chuyển xây chậu để cái phần lép này nó quay vào nắng. Phần lép này để cho nó mọc mạnh ra để nó bù lại phần này. Với lại phần này mình để cặp hàng rào, thì cái vách bên hàng rào mình cũng có trồng một số cây thì nó bá hàng rào, với lại có những cái côn trùng bên những cái sinh sống gần cái hàng rào nó qua đây tấn công, thì cái vách này thì nó không phát triển mạnh, thì mình sẽ quay hướng này ra vào nắng. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ cho các bạn về thời điểm bón phân các bạn. Về cái loại phân thì hôm bữa mình đã chia sẻ, bây giờ thì mình cứ sử dụng cái loại phân đó như cũ nha. Và cái thời điểm bón phân thì cái phân bón mà mình bón cho cây thì nó cũng giống như mà chúng ta ăn thức ăn vậy đó. Khi nào chúng ta đói thì chúng ta sẽ ăn, chứ không phải lúc nào mình thích mình đem lên bón. Vì vậy thì mình mới biết cái thời điểm bón. Ví dụ như cây này mình bón phân được chưa? Đây, thời điểm của cây này thì mình đã xử lý phân trước đó khoảng 10 ngày rồi các bạn. Đó, thì mình sẽ xác định cái thời điểm nào mà nó cây nó, cái cây nó ăn phân để chúng ta bỏ phân vô, chứ cái thời điểm nó không cần chúng ta bỏ vô là nó phí. Mình ví dụ cái cây mà nó cần phân trong cái thời điểm là nó chuẩn bị ra cái đợt đọt non như thế này à. Tại vì đợt non ra thế này thì nó cần dinh dưỡng để nó phóng thích ra ngoài ngọn, ngoài cành, để cho cành lá phát triển mạnh. Nếu mà giai đoạn nó chuẩn bị chớm lá non, chuẩn bị đâm ra từ trong những cái mầm như thế này đó, mà các bạn không có vô phân thì cái cây mình nó, cái lá, cái cành nó sẽ ngắn và cái lá sẽ nhỏ, do là không có lượng phân để cung ứng để nó phát triển cành lá đó. Vì vậy mà không phải lúc nào cũng bón được. Thời điểm bón là thời điểm cây của mình nó chuẩn bị nhú ra một cái đợt đọt, thì lúc đó chúng ta đưa phân vào nó sẽ hấp thu và nó bắn cái tược ra rất là mạnh. Và cái thứ hai nữa thì mình sẽ phun thuốc bên trên để mà giúp cái lá nó hấp thu xuống, nó đưa truyền xuống rễ, nó xúi rễ đi tìm thức ăn và nó sử dụng cái phân đó mang lên ngược lại, thì nó sẽ phát triển rất là mạnh trong cái trường hợp của cây này. Thì từ cái thời điểm mà hôm Tết mình cắt xả tàn khoảng 10 tháng mùng 10 tháng giêng âm lịch, có nghĩa là qua Tết khoảng 10 ngày, thì hiện tại bây giờ khoảng 16 tháng 4 âm lịch, thì năm nay có 2 tháng 4 nha, và tháng 4 này là tháng 4 đầu tiên, thì cây này nó đã phát triển được coi như là 3 cây đọt nha. 3 cây đọt thì mình sẽ liệt kê cho các bạn. Cái cây đọt thứ nhất là cái cây mà mình thu tàn, cắt rễ, cắt thu tàn cho cái cây mình, nó bỏ những cành già cỗi, loại bỏ những cái mầm móng bệnh trên cái thân cho nó, bỏ hết cho nó, cây nó bắt đầu đâm lại cái bộ xương mới. Thì đó là một đợt tược thứ nhất. Đó, đợt tược đó mình sẽ mang và để trong mát à, tại vì cái sức nóng cái cây nó chịu không nổi. Nếu mà bạn không có mang sân để mang trong mát thì bạn phải chê lưới lan. Và sau cái đợt tược thứ nhất đó, chuẩn bị mọc cái đợt tược thứ hai, thì mình cũng đã có chia sẻ với các bạn ở trên cái YouTube rồi đó. Thì cái đợt đó mình sẽ mang ra ngoài nắng, và mình cũng kết hợp với phân bón và phun thuốc lên trên để kích thích nó ra cái đợt tược thứ hai. Và cái đợt tược thứ hai thì nó không có khủng khiếp như đợt tược này đó, tại vì nó vừa mới hồi phục, nó sức mạnh nó cái chưa có. Và hiện giờ là cái đợt tược thứ ba,
đợt tiêm thứ ba mình cũng bón phân như đợt được số 2 và phun những cái thuốc kích thích. Bên cạnh đó các bạn sẽ kèm theo những cái phân bón lá, đó là thuốc kích thích là phân bón lá. Chúng ta sẽ cộng thêm những cái thuốc mà phòng trừ bọ chỉ. Ví dụ ở đây mình đã chậm hơn mùa lạnh tí xíu các bạn. Đây, mặc dù có phun nhưng mà lá nó vẫn săn. Tại vì cái hướng này là hướng để cặp hàng rào. Thì những cái cây ngoài hàng rào nếu bạn phun thì phải phun luôn những cây ngoài hàng rào. Tại cây mà trồng hàng rào để mà mình không có cưng nên mình không phun. Thì những cái con bồ lạch nó sống ở trên những cây đó đó. Khi mình phun xong nó hết thuốc thì nó lại bay qua đây nó tấn công tiếp. Và còn cái hướng này thì nó không có bồ lạch nên rất là mướt đây. Đó. Thấy không? Hướng này thì nó lại bị nhiều nên là thời điểm mà bạn phun thì mình có thể chia là hai lần. Thứ nhất nè, cái cử bón phân là cử cây vừa chớm và lá non. Mình ví dụ mình sẽ tìm một cái đọt để ví dụ. Mình ví dụ như đợt này. Khi mà cái cây của bạn á, nó vừa chớm nó non này nè, có thể ngắn hơn tí nữa, đừng có để dài. Thì con vô lạch nó lúc mà cái búp non này nó đã chui vào trong đây rồi, thì cây vừa lú nhẹ ra thì các bạn sẽ xử lý thuốc và chúng ta bón phân. Thì phân nó sẽ thấm vào rễ, còn thuốc sẽ bảo vệ cái mầm lá không bị côn trùng tấn công, và thứ hai nó sẽ kích thích cái rễ nó ăn thức ăn và đem mang về lên trên hệ thống lá để lá phát triển. Thì đó là hai cái mình cần chú ý trong video này. Thứ nhất là thời điểm bón, cây vừa chớm lá non, và cái thuốc mình phun thì để quản lý côn trùng cũng như là hỗ trợ cho cây phát triển cành lá. Thì hai cái cộng lại thì nó sẽ hiệu quả, nó sẽ tối ưu cho cây của mình. Đây. Đó, đây là cái cơ đọt thứ ba. Khoảng 4 tháng kể từ hôm Tết đến giờ thì các bạn sẽ chia ra như thế này. 4 tháng thì mình chia ra 3 cơ đọt, thì mỗi cơ thì nó khoảng gần 1 tháng rưỡi. Đó, thì trung bình gần 1 tháng rưỡi thì sẽ ra cơ đọt. Gần 1 tháng rưỡi thì tầm 45 ngày thì sẽ ra cơ đọt. Trung bình nha, cái đó mình nói trung bình, thì tùy cây các bạn chăm sóc mạnh hoặc là yếu thì nó sẽ cơ đọt nó sẽ chậm lại, nó sẽ ngắn lại, nó sẽ dài ra chứ không có nhanh như những cây mạnh. Đây thì đâu đó đến tháng 6, tháng 7 âm lịch đó, thì nó còn mấy tháng là cây này nó còn có thể sử dụng được hai cơ đọt nữa. Thì các bạn biết cái cơ thứ ba mà nó đã như thế này thì cơ thứ tư, thứ năm thì nó còn rộng ra, tùm ra. Thì bên cạnh cái việc mà chăm sóc cũng như là bón phân thì các bạn cũng phải kết hợp với phương pháp là uống nắng tỉa, tỉa chồi, tỉa cành, đó là biện pháp kỹ thuật. Ví dụ như hướng này có một cái hướng nó phát triển ra dài ra quá, còn cái hướng trong đây, hướng này thì nó hơi bị lép, thì bạn xay cái này ra nắng và quay cái hướng kia vô trong. Bên cạnh đó thì mình sẽ uống tỉa để cho chèo nó phát triển. Mình ví dụ một số cây ở đây nè các bạn, cái cây này là mình đã bấm chèo ngoài này nha. Bây giờ nó mọc ra ba cành, nó tất cả đều bung lớn lâu rất là mạnh, thì những cái chèo này mình sẽ uống qua uống lại để tạo nên cái bộ dâm nó rất là kín. Đó, thì mỗi lần mình cắt tỉa thì cũng bổ sung phân rồi mình phun thuốc. Tại thường là mình cắt tỉa là như thế này các bạn. Ví dụ mình không có cắt tỉa sớm, ví dụ khi nó ra chèo như thế này, cành này nó có ba nhánh đúng không, đây có ba nhánh, nó có ba nhánh, 1, 2, 3, thì cái bộ nhánh này nó già hẳn, nó xanh như thế này. Thì bắt đầu mình sẽ uống nắng và mình bấm luôn. Mình bấm xong thì nó sẽ ngay tức khắc khoảng 5 đến 7 ngày sau thì nó sẽ chuẩn bị ra cây đọt tiếp theo. Đó, thì mình phun thuốc, mình lấy bộ tàn thêm 2-3 cái đợt tàn nữa. Tại vì mỗi một lần mình bấm như vậy đó và đưa phân đúng như vậy đó thì cái cây mình nó sẽ, mình ví dụ như ở đây, những cái chòi sơ cấp, thứ cấp phát triển sau nó sẽ tăng. Ví dụ ở đây mình bấm đây thì nó được ba cành nè, sau đây mình bấm đây nữa thì nó thêm ba chèo, ngoài này nữa thì nó ra cấp số nhân, có nghĩa là một này là sẽ ra ba, mà mỗi thằng của cái ba thằng này nó sẽ ra ba nữa thì ba 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 là nó ra nhiêu bạn, là 9.
chính với lại ba hàng chủ nữa là cái số lượng rất là nhiều, làm cho cái cây chúng ta nó có cái bộ tán ấm và nó sau này nó sẽ mang nụ rất là cao. Thì bên cạnh đó thì các bạn phải biết là cái cách mà vô phân, phun thuốc để bảo quản, bảo vệ lá cho cây nó sung mãn, nó đừng có bị đèo. Đèo thì cái khả năng phát triển nó kém. Cây này thì mình mấy em trai mình bận, mình chậm hơn vụ lạch. Nó vừa lỡ non mình cũng sạch liền đó, nhưng mà không có bao nhanh bằng nó. Thì hơi chậm hơn nó tí, nhưng mình sẽ khắc phục lại sau cái thời điểm sau. Đó. Bây giờ là mình chú trọng bộ tàn cho nó buông chèo thật là nhiều, để cho cây mình nó có cái bộ tàn cho nó ok đi các bạn. Rồi sau đó thì ví dụ như mấy đây nó dài, mình bấm lại, mình dưỡng mấy thằng dưới đây, ví dụ ở đây nè, nó là chậm, mình bấm ngắn lại thì nó thúc đẩy này, nó thảm này thì ở dưới nó sẽ phát triển dài ra, bắt đầu mình cân đối lại cái tàn nha. Đó. Hướng này phát triển mạnh, hướng này phát triển yếu hơn nè, cành ra yếu hơn, thì mình cũng có biện pháp mình cắt, mình hãm để mình o cái tàn cho nó ngon lành lại nha các bạn. Thời điểm này mình sử dụng cái phân nào để cho nó bắn chèo mạnh thôi. Ở đó mình sử dụng cái ure đó các bạn có chia sẻ các bạn hôm trước, cộng với một cái gốc hữu cơ để vừa bổ sung cái lượng lớn phân đa lượng và bổ sung cái màu mỡ cho đất. Thì nó có hai cái để nó trung hòa lại, một cái thì nó nghiêng về cái mạnh kia, một cái nó nghiêng về cái thế mạnh nọ, thì mình phải kết hợp hai cái để trung hòa lại, nhưng mà đảm bảo cây nó được hưởng đầy đủ những cái yếu tố dinh dưỡng đó. Thì sau này thì chuẩn bị ta chuyển cái cơ đọt nó đã ok thì chúng ta sẽ chuyển từ từ qua cái phân DAP hoặc là những cái phân có nồng độ lân cao để cho cái chòi nó hình thành. Ví dụ mình hình bón nó lăn cao, mình xịt cái thuốc hãm thì cái chòi nó sẽ ra ngắn và nó chậm lại, thì nó dồn cái dinh dưỡng vào trong nụ, nó làm cái nụ nó lớn lên từ từ. Rồi đó các bạn, đây là cây mai của mình. Đó. Ba cơ đọt. Đó. Mỗi lần cắt tỉa vô phân thì nó búng như thế này. À, hy vọng cái cây đợt sau thì nó tròn cái tán và nó hoàn thiện lại nhiều và nó đẹp hơn cái hình cây này. Cộng thêm cây này mình chơi hình tam giác lệch luôn cũng được nữa. Bình thường nó mà cây mình tỉa hình tam giác như thế này các bạn, tam giác như thế này. Bây giờ mình cho nó nghiêng ra đây một chút làm tam giác lệch chơi cũng được nha. Yeah. Để các bạn quan sát lại, không nó cũng bị bùa lạch, cũng bị tấn công khá nhiều đây. Hôm tết giờ mình chỉ vô ba cử phân, xin lỗi hai cử thôi. Tại cái cử phân đầu mà cắt tàn mình đâu vô phân đâu, mình chỉ tưới humic thôi. Lúc đó cây không có lá, nó không có hấp thu phân được thì mình dùng cái thức ăn nhẹ, dinh dưỡng mà dạng cung cấp liền nhưng mà nó dạng nhẹ dễ tiêu. Yeah. Còn lúc này thì cây nó đã gánh bộ tán bộ tàn khá mạnh thì chúng ta có thể bón vô cơ vô nó mới hấp thu được, rễ nó nhiều nó mới sử dụng được cái phân mà chúng ta bón vào. Rồi thông qua video thì chúc các bạn áp dụng những gì mình chia sẻ thành công, và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video, những cái chia sẻ tiếp theo. Nếu các bạn thấy kênh mình hữu ích hay thì các bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ của mình. Rồi các bạn, cảm ơn tất cả các bạn đã tham khảo video. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Xin kính chào các bạn.